kia là trên đánh có đánh. Thank you.
sao không? 6-10. Số 2 Việt Nam rồi, giờ có tin rồi. Nghĩ là lên.
Bên không. Ôi mở lắm, xem luôn. Vâng, như vậy là điểm chúng ta là 10-11. Vừa về của tôi 9 đứt vào lọc trước. Này cầu đến từ tập đội 100 và
bên kia thì là đang tập thủ Ngọc Diệu và Chi Thức, là hai bạn viên đang tập thủ. Máy đập Hoàng Anh và Đức Lâm, máy thủ là Chi Đức và Ngọc Diệu. Bây giờ 14-19, khoảng cách đây là 5 điểm. Đúng rất là to à. Và như vậy vợt theo mình biết thì sáng nay chưa được ăn nữa một cây cả 8D rồi. Và buổi chiều ngày mai này thì kết thúc được. Đấy, kết cắt cho được rồi. Kết cắt luôn em, mày cứ ở ngoài sợ gì à vợt. Và bây giờ anh đang sử dụng một cây vợt A Trông 77 3 U và 13 cân. Vậy là bạn trận đấu tiếp tục điểm 20-14. Các bạn chơi nào lúc này có kết quả giao cầu rất khó chịu, thế mà vẫn hay bạn nhập á, vẫn xoay là lập được chịu đấy, nặng thế nhỉ? Ấy vẫn lập được bao ngoài quả thủ và trận chung của ta thì anh đập rất được khỏe, rất là nặng. Thả má nào, thả má ấy. Vậy cũng phá được cầu bò lách, đúng như vào ngày. Chị phá được cầu bò lách của chị Đức. Phá được cầu bò lách của chị Đức. Như bảng kiểu này nhẹ quá nhẹ. Nhẹ từ vòng bảng của chị Đức. Đứng một chỗ thủ rồi. Hay quá. Hay quá. Rất tiếc là cầu đi ra ngoài. Nó cũng rất lâm một pha một cầu rất đáng tiếc. Những điểm mới của trận đấu rồi. Điểm 21-15. Sẽ đánh một set 31 nha mọi người ơi. Ok, cảm ơn người chia sẻ lên cái chia sẻ này giúp anh nha. Hãy chia sẻ giúp anh nhé. Hãy chia sẻ và hãy comment để nhận được lời chào và lời cảm ơn nha. Hay thế rồi. Một pha anh cầu gọi là kinh nghiệm đến từ Ngọc Triệu. Một pha bỏ cầu rất bình tĩnh và tự tin. Còn anh đã bay người ăn xả đúng một quả cầu nữa, rất tiếc là không thành công. Thank you.
2. Hết.
Rồi học chọn hết luôn. À, Đức và cầu kinh nghiệm của Chí Đức. Phá game. Mời anh em chúng tôi xin một cái chia sẻ đây. Anh có thể xin mời vận động viên Thôi anh ngồi anh xem chào anh em luôn, chào anh luôn. Mời anh em đến tiếp tục đến với trận thi đấu đỉnh cao nhá. Các bạn có nhận ra giọng nói của ai không ạ? Trận đấu tiếp tục, tỷ số là 2-6-2. Anh có thể qua anh ta thôi, tí nữa để chúng ta tập trung vào trận đấu ấy. Tỷ số là 2-3-6 rồi. Trận đấu là căng thẳng của 4 vận động viên. Vận động viên này thì trước kia đồng đội của nhau, Triệu và Hoàng Anh. Sau đó thì Hoàng Anh tạm thời bỏ Triệu và đi đến với tình yêu mới là Lâm, trẻ hơn, đẹp trai hơn. Tập cầu rất khó chịu, cần một Triệu với những pha đánh cầu nếu sử dụng lực của tay, cầu xuống rất là khó. Chí Đức giao cầu 27-23. Với phong độ đang rất là đỉnh cao thì Chí Đức Triệu đang dẫn tỷ số ra Hoàng Anh thì thi đấu bản lĩnh rất là tốt và
kinh doanh không? Rất đáng hiểu này. Anh Lâm này là vừa vô địch quê năm 2019. Chuyển chiến thuật. May mắn đến được 6 triệu. Rồi. Một loạt những tình huống không may mắn thì bây giờ Triệu đã cắt điểm số của Hoàng Anh và Lâm. Điểm 28-26. Đấu rất là căng thẳng. Chưa biết đôi nào ăn đôi nào. Bây giờ đang là 8. Oh my. Và đến cầu lỗi của Triệu. Tạo lên một cú phòng thủ và chơi lưới rất nhanh. Nhưng vừa rồi thì lực hơi mạnh dẫn tới là ở ngoài sân. 27-28. Rất là căng thẳng. Thì Đức cũng đang bị tâm lý một chút. Một loạt những tình huống bắt vào đường cầu không bắt được. Rất hay. Đường cầu rất là hay luôn. Rất là hay. Không thủ bất luôn. Quá hay. 28 đều. Trước đấy phải nói là pha cầu vặn sườn của Lâm cực kỳ hay. Cho nên Đức bắt bài không thành công. Đức lên ốp lưới bắt bài bên phải nhưng Lâm lại vặn sườn đập bên trái. Đường cầu rất là hay. Đường cầu này thì rất là ít vận động viên phong trào có thể đánh được. Trước người sân Trần Ngọc Triệu xuống tiền đập, nó đang xuống sức một chút. Xuống tiền đập. Đây xuống tiền đập. Đang nắm đi. Kiếm rồi đập rồi. Nhắm sang cây chuyên công rồi. Với lúc đánh phòng thủ thì bây giờ Triệu đang đổi kiếm sang cây chuyên công. Anh ấy có vẻ anh ấy chán thủ rồi. Thủ nó sung quá, nó thủ nổi. Sẽ chuyển sang thế công. Chúng ta tiếp tục quay lại nhá. Chúng ta tập trung vào. Đừng để mất một số những tình huống hay như này. Điểm số 28 đều. Đừng để sót một số tình huống nào nhé. Chúng ta phải nhớ là chúng ta học mà. Hay rồi. Phòng thủ rất là hay. Đấy rồi. Đấy rồi. Ngọc Triệu tấn công. Hơi vào. Có vẻ là cây vật Triệu đang đánh không hợp tay Triệu lắm. Quá. Vái mắt. Hay. Các bạn có thấy chóng mặt không? Chúng tôi nhìn trực tiếp như này thì rất là chóng mặt. Ngoài chân! Hai ơi! Thế anh có thấy chóng mặt không? Xem chóng mặt. Tôi thực sự là tôi hoa hết cả mắt rồi anh em ạ. Chúng ta không tin nhưng mà vẫn cố giữ tỉnh táo để bình luận cho anh em. Và đọc điểm số cho anh em đấy. Sự trên sân bây giờ tất cả nhìn khán giả ở đây thì tôi thấy mắt cũng thấy hoa hoa. Trận đấu tiếp tục 29-28. Đức giao cầu. Triệu gáy rồi. Ra gáy. Triệu đang gáy rồi. Đấy rồi. Tấn công. Lại phòng thủ rồi. Vẫn còn. Lại phòng thủ tiếp rồi. Hay quá. Đều là những tình huống đánh lưới. Hơi mất bình tĩnh một chút. Thì trước đó là một số những tình huống đã phải di chuyển rồi. Cho nên là dẫn tới tình huống đánh nó không chuẩn xác nữa. Người Trí Đức và Ngọc Triệu thì người ta đánh lưới và người ta đánh hai nhịp. Cho nên là đường cầu đôi Lâm Hoàng Anh luôn luôn phải chạy theo. Tiếp tục Trí Đức giao cầu, điểm cuối cùng của hiệp đấu 30-28.
chết rồi. Nhanh thật. Anh đào nó căng đi. 29-28. Anh thế thì anh em chú ý nhá. Trận đấu này chỉ chạm 31 thôi. Chạm 31 thôi. 29-30 rồi. Thế rồi, xong rồi, rất hay tấn công.